Kính chào quý chị, chúc quý chị tuần mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Bây giờ mời quý chị theo dõi bản tin sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, thứ hai ngày 25 tháng 1 với những nội dung chính sau đây. Xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng vận động gần 600 triệu đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn. Nhiều vườn hoa lan tại thành phố Hồ Chí Minh đang được chăm sóc cẩn thận, chuẩn bị cho thị trường hoa Tết Nguyên Đán Bính Thân. Phần tin thế giới, châu Âu còn chưa đầy 2 tháng để giải quyết khủng hoảng nhập cư. Và bây giờ mời quý chị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Thưa quý vị, năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc tiếp tục duy trì việc công khai dân chủ, chính quyền địa phương kịp thời thông tin rộng rãi cho nhân dân biết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2015, huyện Cần Giuộc thi công 42 công trình giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 2 tỷ 400 triệu đồng và hiến đất trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng. Thị trấn Cần Giuộc được Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại 4, nhân dân tham gia cùng nhà nước lát gạch dĩa hè 12 tuyến đường nội ô, tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân thị trấn và doanh nghiệp đóng góp hơn 4 tỷ đồng, góp phần tạo giảm mỹ quan đô thị. Ở xã Mỹ Lộc xây dựng mô hình camera an ninh lắp đặt 34 cụm 80 máy, tổng kinh phí 400 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Việc công khai dân chủ được thực hiện ngày càng tốt hơn thông qua các cuộc hội họp sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tiếp xúc cử tri, niêm yết nơi công cộng. Những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội được nhân dân tham gia bàn bạc, góp ý đi đến thống nhất, công khai minh bạch các loại thủ tục hành chính ở địa phương. Mức độ hài lòng của người dân ngày càng cao. Các phong trào tự quản ở địa bàn dân cư được phát huy nhân rộng. Bằng nguồn kinh phí xã hội quá, hiện xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng đang khẩn trương thi công xây mới cây cầu bê tông đoàn kết bắc qua kênh 79 thuộc ấp Gò Chuối. Cây cầu dài hơn 50m, mặt cầu rộng 3m, kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng. Trong đó, nhân dân xã Hưng Điền đóng góp 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do ông Nguyễn Trang Tràng ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng, xã Hưng Điền còn vận động hơn 150 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn huấn luyện Bộ Tư lệnh Biên phòng, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, đồn biên phòng Sông Trăng và gần 100 người dân trên địa bàn xã đóng góp ngày công lao động. Ngoài các lực lượng trên, hàng chục hộ dân đến từ các xã lân cận trong huyện Tân Hưng và các xã giáp tranh của tỉnh Đồng Tháp cũng cùng tham gia xây cầu. Tôi là cũng là dân xã Tân Hưng thì tôi cũng nghe tin là ở Hưng Điền cũng làm cây cầu thì anh em tôi cũng là tập trung là lên để và làm cây cầu để và đóng góp để cho cây cầu nó mau để cho bà con đi là đi qua lại cho nó nhanh lẹ. Cầu đoàn kết hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân mà còn giúp địa phương sớm thực hiện thành công tiêu chí giao thông cũng như nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Được biết, cầu đoàn kết đã xây dựng hoàn thành gần 90% khối lượng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành kết hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội năm 2015. Nội dung tập huấn gồm triển khai kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của Ban chỉ đạo huyện tỉnh giai đoạn 2010-2015 và rà soát hộ nghèo năm 2010, hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo, cách ghi phiếu điều tra hộ gia đình, phiếu thu thập thông tin hộ gia đình, phiếu thu thập đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng hợp số liệu và các biểu mẫu báo cáo số liệu, lập danh sách hộ nghèo và danh sách hộ cận nghèo. Theo kế hoạch, công tác tổng điều tra hộ nghèo và rà soát hộ nghèo năm 2015 được tiến hành điều tra tất cả các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành, thời gian từ nay đến hết tháng 2 2016. Được biết, mức chuẩn nghèo áp dụng cho năm 2015 ở khu vực nông thôn gồm những hộ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng một người một tháng trở xuống là hộ nghèo. Ở khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 900.000 đồng một người một tháng trở xuống là hộ nghèo. Mức chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn gồm những hộ có mức thu nhập bình quân dưới 750.000 đồng một người một tháng là hộ cận nghèo. Mục đích cuộc tổng điều tra nhằm xác định chính xác đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo để phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện ủy Mộc Hóa đã đến thăm chúc Tết và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Lập nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân. Tại các gia đình,
Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh công lao, đóng góp của các thương binh, gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Qua đó mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 500.000 đồng. Đây là những việc làm thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, giúp các đối tượng chính sách ngày càng ổn định hơn trong cuộc sống. Trong 5 năm qua và trong năm học 2015-2016, toàn quyện Bến Lức đã huy động được trên 90% trẻ mẫu giáo tới lớp. Riêng trong năm học 2014-2015, phòng đã triển khai tốt công tác kiểm định số lượng các trường được đánh giá đạt chỉ tiêu do ngành đề ra. Tỷ lệ trường mầm non, trung học cơ sở được đánh giá cao hơn so với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và cao hơn so với tỷ lệ trung bình của toàn tỉnh. Tuy nhiên, một số trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ chung đạt hiệu quả chưa cao. Hiện nay, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện có 53 trường trực thuộc, trong đó 15 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở với gần 27.000 học sinh. 100% các xã thị trấn có trường mầm non và tiểu học. Riêng đối với hệ mầm non, ngoài những điểm trường công lập còn có thêm 6 điểm trường tư thục và 54 nhóm trẻ gia đình nằm rải rác trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho con em công nhân có điều kiện đến trường, góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở cấp mầm non tại địa phương trong thời gian qua. Bản tin thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin trong nước đáng quan tâm. Thưa quý vị, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong các ngày từ 23 đến 27 tháng 1, người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm rét hại mạnh nhất từ đầu đông. Vùng núi có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Vậy cụ thể đợt rét đậm này như thế nào? Mời quý vị cùng nghe ý kiến của các chuyên gia trong phản ánh sau. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng đêm 21 tháng 1 sẽ tràn đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó xâm lấn Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên từ chiều 21 tháng 1, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1 xuất hiện rét đậm rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội vào ngày 26 tháng 1 dự báo có thể chỉ dao động 7 đến 9 độ C. Thì đợt không khí lạnh là rất mạnh từ đầu mùa đông đến giờ và có khả năng gây rét đậm, rét hại trên diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thậm chí là vực Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế. Với nhiệt độ trung bình ngày là phổ biến trong khoảng từ 10 cho đến 12 độ. Nhiệt độ thấp nhất cái đợt này có lẽ là xảy ra các cái tỉnh vùng núi phía Bắc và cái vùng núi cao khả năng xuống đến 0 độ. Ở nơi này thì chúng tôi phải cảnh báo cái mưa tuyết và cái băng giá. Hiện tượng này là rất là nguy hiểm cho con người cũng gia súc và cây trồng. Hiện tượng El Nino khởi phát từ cuối năm 2014 đã tác động trong năm 2015 và có khả năng tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng mùa đông xuân. Sau đó có khả năng có xu hướng giảm dần về cường độ vào những tháng đầu mùa hè năm 2016. Hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục tác động tới Việt Nam. Và cái điều này thì sẽ gây ra cái tình hình là nắng nóng nó sẽ xuất hiện sớm, khô hạn sẽ nghiêm trọng hơn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong nửa đầu năm 2016, có khả năng xảy ra mùa đông khô, ấm ở Bắc Bộ. Thiếu hụt mưa và dòng chảy sẽ dẫn đến hạn hán khốc liệt ở Trung Bộ, Tây Nguyên và khả năng xâm nhập mặn sớm, sâu ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, nửa cuối năm 2016 sẽ nhiều bão lũ hơn. Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều vườn lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thương lái đặt hàng hết. Người nông dân vừa chăm qua chuẩn bị giao hàng lại vừa tất bật cho một vụ lan mới. Một mùa xuân mới, một vụ mùa mới đầy hứa hẹn đang đến với những nông dân công nghệ cao của nghề trồng lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề trồng hoa lan là một trong những bước đột phá về ứng dụng công nghệ cao và chuyển dịch cơ cấu cây trồng của ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Các vườn lan công nghệ cao đã mọc lên ở nhiều nơi ở khu vực vùng gian, ngoại thành như quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Trong khi những nơi khác chủ yếu là trồng lan mô cara, cắt cành, thì Bình Chánh
lại là dùng chủ lực của cây lan dendro chậu treo. Mới chuyển đổi từ trồng cây ăn trái sang trồng lan từ vài năm nay, hiện gia đình ông Nguyễn Văn Quang ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh đã có vườn lan rộng 1.800 m² với khoảng 40.000 chậu lan dendro, mỗi năm thu lời 350 triệu đồng. Dịp Tết năm nay, gia đình ông đang rất vui vì có một vụ hoa như ý với những chậu hoa lan mơn mởn, những búp nụ khỏe khoắn, xinh xắn đang chuẩn bị bung nở đón xuân về. Và hàng thì đã được thương lái đặt mua hết. Năm nay thì cái lan này là cái như tương đối là hút, nhưng mà giá thì chú bán bà hàng thì cái giá cả nó bằng nhau, cũng như là mình bán cho mình ta bán cho người ta suốt cả năm. Thì chú xuất đi thì thị trường đa số là miền Tây, lái đến vườn chú là coi như là không còn lan để bán. Nghề trồng lan tận dụng được nhân công tại nhà để thường xuyên chăm sóc và tưới nước mỗi ngày. Về ứng dụng công nghệ cao vào các khâu chăm sóc tưới tắm cho cây cũng giúp giảm đi nhiều những vất vả cho người trồng. Tuy nhiên không vì thế mà trồng lan là công việc dễ dàng. Mỗi ngày mình tưới phân rồi như thời gian mà tưới phân thì phải đợi nắng lên mới tưới nó mới hấp thu được cái phân. Rồi đó trong vòng 2 tiếng thì mình phải tưới xả lại để cho cái phân còn nó xuống, nó tụt xuống cái thể nó ăn được, ở dưới gốc nó ăn hết cái phân luôn. Còn với lại mình xả ra đặng cho cái lá nó không có bị cháy lá. Xong còn nếu những ngày nào mà không tưới phân á thì mình sáng mình chỉ tưới nước ngày 2 cử. Để có được những chậu lan cây khỏe, nhiều nụ, nhiều hoa, cho màu sắc đẹp, đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, kỳ công, chưa kể là bí quyết kỹ thuật riêng trong chăm sóc lan của mỗi nhà vườn, mỗi nghệ nhân. Ông Nguyễn Văn Thọ là chủ vườn lan thuộc loại lớn nhất nhì huyện Bình Chánh, có diện tích 4.000 m² đất với khoảng 70.000 chậu lan dendro. Với kinh nghiệm trồng lan từ hơn chục năm nay, vườn của ông Thọ cho tỷ lệ chậu lan xuất vườn được là 90-95% so với lúc xuống giống. Mình thay đổi kỹ thuật là cái que cây mình lúc nào cũng xanh mượt, ít rớt lá, không có rất là bị rớt lá. Nhưng mà hầm móng cây ấy thì cây hoa lan là nó rất nhạy với thời tiết. Mình trồng mà nếu mà mình chăm sóc kỹ thuật mình không đúng là như những cái la lan nó bay hết, nó vàng, nó rớt hết. Cây lan nó xấu đi ra thị trường thì lái ta cũng chấp nhận. Lan là loại hoa thương phẩm có giá trị cao trên thị trường, được sử dụng quanh năm và được ưa chuộng ở cả trong lẫn ngoài nước. Khác với lan cắt cành Mokara đang nỗ lực tìm kiếm thị trường, cây lan dendro lại đang đẩy mạnh mở rộng diện tích bởi chỉ mới đạt 30 hectare so với hơn 200 hectare của lan cắt cành. Thì hiện tại xã Bình Chánh là chúng ta là có là khoảng là 15 hộ trồng lan, thì diện tích là khoảng 3,5 hectare. Thì hiện tại thì là so với lại những năm trước là diện tích chúng ta tăng. Tại vì mấy năm trước là chỉ có khoảng là 5.000-6.000 m² thôi. Cái thu nhập so với chúng ta trồng lúa lúc trước thì thu nhập này nó cao có thể là 10 lần so với trồng lúa. Thì do đó là trong cái chủ trương định hướng chung của địa phương là cũng tiếp tục vận động hộ nông dân chúng ta chuyển từ cái đất lúa để mà sang trồng cái hoa lan để đạt cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Cùng với các loại hoa Tết truyền thống, những năm gần đây, hoa lan cũng được nhiều người chọn chơi hoa Tết bởi sự đa dạng về giống, chủng loại, màu sắc, hình dáng, nguồn gốc xuất xứ với hàng trăm loại lan. Điều này cũng đã góp phần giúp nghề trồng hoa lan phát triển mạnh hơn để ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có thêm một sản phẩm giá trị mang tên hoa lan.